Vâng, xin chào các bác đến kênh Kiên Xe Đạp. Một lần này em lại giới thiệu bác một thương hiệu Mỹ rất là tên tuổi, không còn gì xa lạ với các bác rồi. Dòng Nhật bãi, thương hiệu Petroline. Xe này em đánh giá là rất là lạ nhé, có cái yên đằng sau nhỏ nhỏ gọn gọn để đồ. Chắc là bên thị trường Nhật người ta hay để đồ đằng sau này, rất là tiện lợi. Xe có tông màu trắng, dòng Petroline siêu lưu. Đây các bác nhìn này, tổng thể chung khung bình xe em đoán khoảng trên 80%. Cái thương hiệu Petrola này còn không mừng lạ gì với các bác rồi, rất là tên tuổi. Đa số là những cái vận động viên chuyên nghiệp hay sử dụng những cái thương hiệu Mỹ này. Đây là số xe tại thị trường Nhật, người ta hay có cái hình ảnh này bác này, có thằng người in chính khung xe đây. Và đây là cái website của chính hãng của Petroline bên thương trường Mỹ đây. QR code của Kiên Xe Đạp chính hãng. Đây là hiệu của các bạn Petroline. Các bác có thể lên trên mạng để tham khảo thêm về cái thương hiệu nổi tiếng này nhé. Cái dòng này là dòng City Bike đường phố tua đi. Đây có cái tem của nó đây bác, là tem xanh đây. Size là size 57. Size khá là cao các bác nhé. Phù hợp với bác nào cao từ 1m73 đổ lên. Dưới 1m77 là không thể đi được xe này. Xe được sử dụng cái cấu hình phanh V. Đây tổng thể khung hình xe các bác này. Đây tem cam của thị trường Nhật đây, còn mã số của nó đây, các nhìn rõ đấy, Nhật bãi. Cái dòng Petrola này em giới thiệu rất nhiều rồi, rất nhiều các bác quan tâm cái dòng thương hiệu Mỹ này. Tay làm chính hãng của nó luôn các nhá, nó hơi xỉn màu nhưng mà là nguyên bản, cầm rất êm và chắc tay. Tuy dùng lâu rồi nhưng mà vẫn còn rất là êm, chưa có vết hỏng hóc gì cả. Xe có bộ chuyển động Shimano 8 tầng lip. Bên là 3 đĩa. Ghi đông và cốt yên chính hãng cho xe luôn các bác nhé. Đằng trước biểu hiện chữ S, thương hiệu của chính hãng của Petroline. Tất cả khung và càng làm từ hợp kim nhôm. Và xe được trang bị với cặp vành Bontrager, thương hiệu Mỹ, được chủ xe độ lên. Đây cái thương hiệu Mỹ này là thương hiệu rất nổi tiếng về làm về vành, lốp và cốt yên xe này, Bontrager. Các bác có thể lên trên mạng tìm hiểu thêm về cái thương hiệu Bontrager này. Lip là cũng ở bên Mỹ này bác này. Em nghĩ là xe này là xuất dòng size châu Âu nhưng mà toàn Tây đi. Đây đùi đĩa nhôm Sugilo Beran nhôm. Ủ đề Shimano Sora 8 tầng lip Shimano. 3 đĩa cho bộ chuyển động của xe là 24 tốc độ. Và nguyên bản theo xe là yên xe đấy bác này, chính hãng này, chính hãng Petrolite, yên xe vẫn còn nguyên, nó không còn được mới nhưng mà sử dụng vẫn còn rất là tốt nhé. Đây chữ S biểu tượng của chính hãng Petrolite, bác nhìn rõ đấy, nguyên bản theo xe, cốt yên giảm sóc. Các bác đi những địa hình xấu thì nó rất là êm, nhưng ngồi rất là êm. Đây nó có cái để đồ đằng sau yên xe đây. Các bác có thể để những cái đồ đi chợ hoặc là đồ phụ tùng thể dục thể thao theo xe đằng sau rất là tiện lợi. Chung bao tiền chung à? Vâng, em vừa nhé, tổng thể chiếc xe hiệu Petrolite, thương hiệu của Mỹ, dòng Nhật bãi, thị trường Nhật bãi. Xe có giá bên em là 7 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm.
Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, đăng nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai.